Bây giờ sẽ là phần trình bày của Liên Khung Lớp Trường với sinh 1. Chúng ta sẽ làm quen với cô giáo ạ. Bạn sẽ giới thiệu về mình đi ạ. Dạ, tôi tên là Nguyễn Thị Hồng Hải, là giáo viên trường trung học cơ sở Bích Xuân. Vâng. Chúng ta lại dành một tràng pháo tay cho tác phẩm nghệ thuật của trường các trường cuối xuân 1 ạ. Và 5 phút cho đơn vị các trường cuối xuân 1 bắt đầu. Tháng 10 rộn rã ngào hoa, 20 về đó thiết tha yêu đời. Hỡi các cô giáo mình ơi, hãy là hoa đẹp tuyệt vời quế xuân. Vâng. Về với cuộc dự thi cắm hoa do Liên đoàn Lao động huyện tổ chức, Liên quân xã quế xuân 1 trình bày một tác phẩm nghệ thuật, đó là Hội Việt Tình Sen. Hoa sen được xem là quốc hoa của nước Việt ta. Hoa sen tượng trưng cho sự tinh khiết của người phụ nữ Việt Nam. Hoa sen có nhiều màu, nhưng chúng tôi đã chọn hoa sen trắng. Hoa sen trắng tượng trưng cho đức hạnh của người phụ nữ, tượng trưng cho sự tinh khiết, tượng trưng cho vẻ đẹp tâm hồn và sự thanh cao của người phụ nữ Việt. 20 hoa sen trắng mang đến ý nghĩa là ngày 20. Hoa sen trắng được cắm chung với hoa sen hồng, rất là dễ thương. Hoa sen trộn lẫn hoa hồng, mùi hương bắt tặng vừa nồng vừa say. Trắng xanh hồng thắm trang đầy, màu hoa sao xuyến làm ai thao lòng. Hoa hồng mang đến một ý nghĩa, đó là tình yêu trong lòng người phụ nữ luôn dâng trào ngọt ngào và hạnh phúc. Họ luôn luôn cố gắng, hy sinh, chịu thương chịu khó, vươn lên trong xã hội. Bên cạnh là cánh đồng lúa xanh mượt như nhung và trên cánh đồng lúa là một chiếc cầu. Trên chiếc cầu này xuất hiện 10 hoa rung. 10 hoa rung đài mang hình dáng của 10 thiếu nữ. Hoa rung tím xen kẽ hoa rung vàng, xếp thành từng hàng giống như những thiếu nữ đang đi dự lễ hội. Bên cạnh là ngôi nhà và cây chuối trụ rơm. Cái luôn càng làm tăng vẻ đẹp cho bức tranh đồng quê Việt Nam. Xin mượn bài hát Tình Sen để gửi gắm đến tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của các anh chị em liên đoàn xã Quế Xuân 1. Xin gửi đến nhân tặng đến các mẹ, các chị, các cô nhân ngày 20 tháng 10. Xin các anh chị lắng nghe. Xem người yêu tổ quốc, xem nước mắt của trường, xem mà sang hồn. Xin cho lòng Việt Nam, xin công nhân tình trường, xin những mong tình quân, xin tình quân dựng xin ra người nước nó. Em chiều nay bên sen cánh mộng mây sương gió bước lên là gian khó rót mặt ngọt cho đời. Em đỏ nóng bên ai dấu đời mùa lối xe lòng em vẫn nỗi thương lòng em yêu anh. Xin được kết thúc phần thi của mình. Chúc chúc các bạn giám khảo quý đại biểu lời chúc sức khỏe và chúc hẹn gặp lại mùa này năm sau.